Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày quốc tang thứ hai, cũng là ngày cuối cùng để tiễn đưa bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Và hiện tại mình đang có mặt ở địa điểm cuối để tiễn đưa bác Trọng, nơi diễn ra lễ an táng bác là ở nghĩa trang Mai Dịch của thành phố Hà Nội. Trong hai ngày quốc tang thì đã có rất nhiều các tổ chức quốc tế, các đoàn thể, đại diện các nước cũng như nhân dân trong nước đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực nhà tang lễ quốc gia ở số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Ở trong Nam thì có Hội trường Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và có một địa điểm nữa ở quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Từ sáng nay thì ở phía trước nghĩa trang Mai Dịch đã chật kín người dân đứng đón bác ở ngay phía đối diện, nên mình phải di chuyển sang đường Lê Đức Thọ, nhưng ở đây cũng rất là đông. Ngày hôm nay, lễ truy điệu bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được tổ chức lúc 13 giờ tại nhà tang lễ quốc gia. Sau đó thì thi hài của bác đã được di chuyển trên quãng đường khoảng 18 km qua các cái tuyến phố của Hà Nội, bắt đầu từ phố Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, qua khu vực Hồ Hoàn Kiếm, qua các phố Tràng Tiền, Tràng Thi để hướng về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để bác Trọng tiễn chào bác Hồ, rồi vòng qua đường Hoàng Diệu, Trần Phú, Kim Mã, rẽ qua đường Nguyễn Chí Thanh, đường Trần Duy Hưng, đại lộ Thăng Long, rồi rẽ vào đường Lê Quang Đạo, qua sân vận động quốc gia Mỹ Đình để hướng thẳng lên đường Hồ Tùng Mậu và ngay đó là nghĩa trang Mai Dịch. Bác sẽ được an táng cạnh các vị tiền bối của dân tộc, về nằm gần các cụ Lê Duẩn, cụ Phạm Hùng, cụ Trường Chinh, cụ Lê Đức Thọ, cụ Hoàng Quốc Việt và cụ Lê Khả Phiêu nữa. Đã có hàng trăm nghìn nhân dân các nơi về viếng và tiễn đưa bác, hàng triệu con tim trong và ngoài nước dõi theo các cái thông tin, hình ảnh về lễ tang bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong những ngày qua. Đây là đoàn tang lễ bắt đầu đến rồi. Và đây chính là linh xa chở thi hài bác. Không có đội dẫn đoàn hoành tráng như mình nghĩ, không còi hụ, đoàn lặng lẽ đi qua giữa sự mong ngóng của người dân ở hai bên đường. Hôm nay thì trời Hà Nội rất nóng, mọi người đều kiên nhẫn xếp hàng để đưa tiễn bác Trọng, dù chỉ là một thoáng được trông thấy linh xa của bác.
Xin tiễn biệt và ghi nhớ công lao của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã dành cả một đời vì Đảng, vì dân. Anh thấy ạ.